chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng Theo cầu của các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ làm video về mưa lũ Thì như các bạn đã biết Thì trong những năm gần đây và thậm chí những năm trước đây Thì những mùa mà mưa bão lũ đi qua Thì sẽ tàn phá rất là nhiều làng mạc Tàn phá rất là nhiều thứ luôn cho nên ngày hôm nay mình sẽ làm cái video này cho các bạn cùng xem những cái trận mưa lũ ở trên Sài Gòn của chúng ta là như thế nào nha. Nhưng mà những cái trận mưa lũ ở Sài Gòn này á, thì nó chung á, nó cũng ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt hơn là ở các tỉnh miền Trung và đặc biệt hơn nữa là ở các tỉnh miền Tây. Thì mưa lũ này cũng tàn phá rất là nhiều. Đó, làm cho những cái căn nhà thì sẽ trở nên ngập nước. Các bạn hãy xem trong hình ảnh ở đây để minh họa và những cái ngôi làng thì sẽ chìm trong biển nước và các bạn hãy nhìn xa xa hơn một chút thì những cái ngôi làng ở phía xa xa hoặc thậm chí cái những cái làng ở ven sông sẽ bị tàn phá nặng nề không chỉ là nước lũ dâng cao mà còn có trong đó nó có kèm theo gió và thậm chí một số ngôi nhà ở đây nó bị sẽ bị ngập và chúng ta có thể leo lên nóc nhà mới được mới tránh được lũ và đợi cứu hộ sẽ đến cứu chúng ta Chứ nếu mà chúng ta ở trên đống nhà hoài Thì cũng chẳng có lương thực để mà ăn Và những cái xe như thế này đây Thì sẽ bị chết máy rất là nhiều Và dòng dòng những cái chuối chắc chắn nó ngập như thế này Một thằng dơ ăn lâu thì nó sẽ bị chết Và những cái dòng sông Hay là những cái con đường Thì nó biến thành những cái dòng sông Thật là khủng khiếp như thế này đây Thậm chí nước có thể cũng trôi chúng ta Vào những cái căn nhà thấp hơn một chút xíu thì nước đã tràn vô trong đến nhà rồi và chúng ta hãy ngăn chặn cái dòng nước lũ này lại bằng cái những cái vỏ xe hoặc thậm chí không thể ngăn chặn được lũ và nước lũ sẽ tràn vào nhà chúng ta sẽ tìm một cái địa hình cao hơn để chúng ta có thể lánh, tránh lũ bởi vì lũ nó xuống thì tàn phá khi mà nhìn ở đây dây điện lòng thòng thì rất là nguy hiểm cho nên chúng ta hãy nhìn thấy những cái quan cảnh này Khi bão đến thì rất chi là nguy hiểm Nước nó sẽ dâng lên cao và thậm chí sẽ bắn tung tóe Chúng ta Và các bạn sẽ nhìn xa xa hơn Thì cái cơn bão này nước nó sẽ gió sẽ cuộn lên Và nó sẽ nước sẽ bắn lên tới cả nóc nhà Và các bạn hãy nhìn đi Những cái trận mưa lũ như thế này Thì những cái cây chuối và những cái cây của chúng ta nó sẽ chết đi khi mà hết lũ thì chúng ta phải trồng nó lại bởi vì sao các bạn hãy nhìn đi những cái ngôi nhà đẹp như vậy mà đã ngập hơn nửa nhà rồi. Thì chúng ta cần có những cái đoàn cứu hộ, cứu nạn để đưa chúng ta vào những vùng cao hơn. Có thể tránh được những cái cơn lũ quét đồng thời chúng ta có thể... Chúng ta có thể sống cùng với lũ bởi vì bây giờ chúng ta mệt thì chúng ta có thể đội cứu hộ chúng ta đang ăn. Và đồng thời những cái người lớn tuổi đây lái xe để có thể đi cứu và những di dân đến những cái chỗ an toàn bởi vì bão thì nó không từ bất cứ một ai và bất cứ một cái nơi nào chỉ cần nơi nào có bão đi qua thậm chí ở những vùng tây nguyên giống như bình định phú yên tất cả các chỗ đều có bão và bây giờ hiện tại bây giờ thì bão nó đang ở miền trung và chúng ta sẽ dùng những cái cần cẩu này chúng ta sẽ cẩu những cái con thuyền và những cái cano để đi cứu hộ Chúng ta trong cái tình cảnh bảo như thế này Chúng ta sẽ thực hiện cái tinh thần tương thân tương ái Lá lành đùm lá rách Lá rách đùm lá nát Các bạn thấy không Khi mà bảo đi qua bất kỳ một nơi nào Thì sẽ để lại những cái hậu quả nặng nề Và các bạn hãy nhìn đi Đây là cái điển hình của một ngôi nhà Và nước lũ nó dâng lên khi bảo đến và cái quan cảnh khi mà bão nó tàn phá nó đi qua Và nước lũ nó đi qua Thì ở đây á, chỉ còn là những cái ngôi nhà và những cái gì đó nó trơ trọi Và chúng ta có phải xây dựng lại từ đầu Và bên này thì có những đứa trẻ và những người lớn Người ta sẽ xây lại những cái ngôi nhà Bởi vì khi bão đi qua Thì cái ngôi nhà của chúng ta nó sẽ bị sụp đổ Hoàn toàn bảo nó không từ bất cứ một ai Và không từ bất cứ một chỗ nào Các bạn hãy nhìn đi Những cái quan cảnh tiêu điều sau bão Và lũ Khi nước lũ dâng cao thì gieo bao nổi sầu đau Thì chúng ta hãy nhìn cái quan cảnh Bị tàn phá Thì chúng ta sẽ cảm nhận được Một cái điều rằng Khi nước lũ dâng lên Đồng thời bão đi qua bất kỳ một nơi nào thì ở nơi đó nó sẽ trở thành những cái gì đó nó trơ trọi khi bão đến sẽ có những đợt sóng dâng cao đến tận nóc nhà và gió nó sẽ mang gió đến và những cái cây nó có thể đổ ngã kèm theo đó là những cái trận mưa lớn làm cho đồng bằng hoặc là những cái cánh đồng hoặc là những cái ngôi nhà sẽ bị ngập đồng thời có những cái vườn thanh long như thế này khi mà lũ lên và nước bão nó sẽ dồn về thì thanh long của nó phải nó sẽ chết đi và người ta đang thu hoạch những cái trái cuối cùng và bên này thì những cái cây chuối đã bị tàn phá một cách rất chi là nặng nề làm cho người ta cảm thấy rất là đau đớn bởi vì khi mình trồng một cái gì đó mà bị tàn phá như vậy thì chúng ta sẽ không còn gì nữa và video của mình đã đến đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy đăng ký ngay. Đồng thời các bạn có thể để lại những cái lời nhận xét công khai phía bên dưới. Nếu bạn thấy video mình hay hơn nữa thì hãy chia sẻ cho bạn bè người thân mình cùng biết đến nha.